Mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Shop vật tư ngoại Hùng Mạnh chuyên cung cấp tất cả các vật tư ngành ong, vật tư ong nội và vật tư ong ngoại. Ngoài ra thì bên em có cung cấp tất cả các loại chí, các loại giải để đánh chí rùa, chí mạt, chí mò, chí ba ba và các cái loại chí thối ấu trùng ở trên ong. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em xin giải đáp thắc mắc của rất là nhiều người, đúng không ạ? Đặc biệt là những bác có tuổi. Nhiều bác hỏi là dùng cách nào để mà mình dễ mà mình quan sát và mình nhận biết được cái con ong chúa, đúng không ạ? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách mà em và rất là nhiều anh chị cô chú nuôi ong lâu năm thường dùng. Đấy chính là cô bác là sẽ dùng cái bút đánh dấu này, đúng không ạ? Bút này thì nó khác so với những cái bút bình thường mọi người nhé. Bút này là một cái dạng bút để chuyên để dùng trong chăn nuôi ong mọi người nhé. Mỗi một cái bút như này thì nó có chiều dài như này, rất là ngắn thôi, cũng giống như các cái bút thông thường thôi. Nhưng mà đặc biệt cái bút này ấy, thì nó dùng để chuyên để làm ong, đánh dấu chúa, đúng không ạ? Thì bút này thì là bút của Nhật, có hãng Nhật này, bút Japan này, mọi người có nhìn thấy này, nhãn mác của Nhật Bản này, bút Japan thì đều là để dùng với mục đích là mình sẽ đánh vào đầu con ong hoặc đánh vào trên lưng của con ong để mà mình sát lưng nhé, sát lưng với đầu cái khoảng cách để mình dễ theo dõi và mình dễ quan sát cái con ong chúa hơn. Thì bây giờ em sẽ sử dụng và em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà để mọi người dùng đối với con ong, được không ạ? Bút này ấy, thì thường thường nó sẽ có 3 màu mọi người nhé, màu trắng, màu đỏ, màu vàng và cũng có thể là có cả màu xanh ra trời nữa. Nên là khi mà mọi người chọn bút ấy thì anh chị cô chú có thể là báo với bên em, được không ạ? Có thể là lấy màu đỏ cũng được, lấy màu trắng cũng được, là những cái màu mà mình dễ phát hiện. Thì sau khi mà mọi người lấy bút về thì rất là nhiều người chưa biết cách dùng, đúng không ạ? Thì bấm như này nó không ra, bấm như này xuống thì nó sẽ không ra được. Và mọi người nhớ này, nhớ giúp em Hùng này, anh chị cô chú sát lại em, anh chị cô chú là lắc đó, mình lắc nó như cái bút xóa ấy. Mình lắc đó, sau khi mình lắc là mực nó sẽ dốc xuống này, mọi người để ý không ạ? Mực dần dần nó sẽ dốc xuống đó, em Hùng lắc vào mực nó sẽ dốc xuống. Sau khi mực nó dốc xuống rồi thì mọi người nhấn này, đây là cái tờ giấy trắng mọi người nhé. Mình sẽ dựa vào mình phát hiện, sau khi mà mình đã quan sát thấy cái con chúa đấy, mình đã nhìn ở trong cầu thấy con chúa thì mình anh chị cô chú chấm nhẹ thôi đó, giống như em Hùng này chấm nhẹ một cái. Đặc biệt có những cái bút này nó làm được mà nhiều cái bút thông thường không làm được, đấy chính là sau khi mà anh chị cô chú đã đánh dấu như này rồi, đúng không ạ? Mình đã đánh dấu vào cái lưng con ong như này rồi thì nó sẽ không bay. Mình đánh như này một lần mà nó sẽ không bay, nó giữ được rất là lâu. Để mà khi mà anh chị cô chú ra mình anh chị cô chú quan sát theo dõi thì sẽ phát hiện được ngay đâu là con chúa. Đó, mình đánh rất là dễ. Đây là cái mực đỏ nên là nó rất là nổi. Đó. Em không có thể đánh này. Mình chỉ chấm nhẹ thôi. Mình chỉ chấm nhẹ như này vào đầu con ong thôi, đầu lưng con ong thôi thì rất là dễ để các bạn thể để các bạn phải phát hiện được đó là con ong chúa. Sau khi mà mọi người dùng xong rồi thì nhớ giúp em là phải đóng cái nắp này nó tự kiểm kín lại, bởi vì cái này nó cũng dạng như kiểu là dạng dầu, nếu mà mọi người không đóng kín thì nó sẽ bay hết cái dầu ở trong này mà cái bút này đánh không có được nữa. Nên là mọi người muốn sử dụng được lâu bút này được lâu thì mọi người sau khi mà mình làm xong ong đó, đặc biệt là không phơi nắng này đó, không phơi nắng rồi nha, không phơi nắng, sau khi mà làm xong thì nắp nó lại thật là chặt và cẩn thận hơn, nếu có thể là băng cái băng dính này lại mà mình cất đi đó. Sau khi đến lúc mình đánh một cái đàn khác hoặc mình theo dõi những cái con ong chúa hoặc những cái con ong mà mình mới phối, mới kiểu như là giới thiệu đó, mình đánh dấu lại, bởi vì cái khi mà mọi người mới giới thiệu chuối thì cái con ong chuối nó kích thước nó khá là bé, nó không to hơn con ong thợ là bao nhiêu cả, đã thành ra mình rất là khó phát hiện đó. Thì mình sẽ dùng cái bút này nó rất là tiện. Ngoài ra thì bên em chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư ngành ong, đặc biệt là các vật tư ong nội, mọi người thấy này, đây là mỏ hàn này, mỏ hàn chân tầng đầu đồng này đó, mỏ hàn chân tầng đầu đồng, đây là bình khói, bình xịt khói và cảm phấn, máng uống nước cho ong, hộp làm xác mật ong đó, và dọ lục lăng để giới thiệu chúa này, để nhốt chúa đó, và quản chúa, kim di trùng, hàng xịn, hàng thường, đúng không ạ? Và các cái dòng thức ăn bổ sung này, Amivit của bác Tuấn này đó, kích đẻ của công ty Khương Ba này, đúng không ạ? Và các cái áo bảo hộ 340g, áo bảo hộ loại dày 430g, và thức ăn bổ sung phấn hoa này,
Phấn hoa, phấn cỏ kim, bột đậu nành. Bột đậu nành là bột đậu nành bên em làm rất là theo dây chuyền đó. Từ cái bột đậu nành và sàng sấy này, xong rồi đấy thì là rang này, rang này, xay này đó, thì nó giữ được nguyên cái chất của cái bột đậu, thì nó không làm giảm đi cái hàm lượng của protein cũng như là các cái chất khác. Để khi mà mọi người bón cho ong ăn ấy, làm thức ăn bổ sung cho ong ấy, thì nó đáp ứng được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để cho giúp cho ong phát triển. Ngoài ra thì bên em có các loại thuốc thối trùng trị tuổi lớn tuổi bé đó, và cung cấp tất cả các loại chai lọ này và thùng quay mật ong để cho anh chị cô chú làm ong. Cơ sở chúng em thì có địa chỉ cơ sở 1 tại thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở 2 chúng em thì có địa chỉ tại ngõ 22 Văn La, Hà Đông, Hà Nội. Và cơ sở 3 chuẩn bị chúng em cung cấp vật tư đấy chính là có địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cách bến xe 400m, đúng không ạ? Bên em thì có hiện tại là đang có 2 cơ sở và 1 cơ sở đang sắp hoạt động đó. Anh chị cô chú nhà mình gần đây có thể qua kho chúng em xem hàng, xem các cái vật tư này và có thể lấy hàng một cách nhanh nhất. Nếu ở xa thì bên em chọn hình thức là ship hàng đến tận nơi cho mọi người, ship COD hoặc có thể là gửi hàng qua xe. Đây đường 5 rồi nhé. Ngoài kho chúng em thì ở ngay ở đường 5 thôi, có thể gửi hàng đến tất cả tỉnh thành, được không ạ? Và video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc tại đây. Em muốn hướng dẫn và chia sẻ đến tất cả những cô chú, đặc biệt là những bác có tuổi, có thể là sử dụng cái bút này nó là một cái phương tiện để mà mình quan sát và mình theo dõi con ong nó dễ dàng hơn, được không ạ? Chúc tất cả anh chị và cô chú chăn nuôi ong thành công và luôn gặt hái được nhiều những cái bội thu của những cái vụ mật tiếp theo, được không ạ? Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào và đừng quên nhấn đăng ký kênh để khi mà em Hùng có những cái video mới thì mọi người có thể quan sát và mình theo dõi kênh luôn, đúng không ạ? Ủng hộ em Hùng để giá trị nó lan tỏa đến nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.